Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ập đến, tiền bạc kéo về, ùn ùn như vũ bão. Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi người không phải được quyết định bởi chúng ta, mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên, việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất nữ mạng sinh năm 1970 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho bạn biết được công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên của bạn như thế nào. Và từ đó thì có thể biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Nội dung được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát được sự tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt với kinh nghiệm dày dặn. Thưa quý vị, xem tử vi là một thói quen của nhiều người trước khi mà bước sang năm mới. Việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất nữ mạng sinh năm 1970 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho bạn biết trước được thiên cơ, biết trước được điều thay đổi trong tương lai để có cách xử trí kịp thời, giúp cho quý vị xu cát, tỷ hung, từ đó thâu thu may mắn và tài lộc cho mình. Trong phần luận giải này thì thầy Gia Cát sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải, lá số tử vi cực kỳ chính xác và hiệu quả. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải về lá số tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nữ mạng nhìn chung khá tốt, được bảo vệ bởi tam hợp thái tuế, có sao hoa cái bảo hộ, người này làm gì cũng thuận lợi may mắn. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nữ mạng, hung cát. Hung vận có bạch hổ phi liêm, cát vận có hoa cái tam hợp. Tổng quan, tử vi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nữ mạng nhìn chung khá tốt, được bảo vệ bởi tam hợp thái tuế, lại có sao hoa cái bảo hộ, người này làm gì cũng thuận lợi may mắn, nhất là trong phương diện sự nghiệp và quan hệ xã giao sẽ có nhiều tin vui. Tuy nhiên, trong tài vận và sức khỏe, người này cần phải cẩn thận sao bạch hổ và phi liêm quấy nhiễu, bạn cần phải cảnh giác đối với sự an toàn của bản thân, đừng nên chủ quan, tránh xa những hoạt động nhiều bất trắc hoặc tai nạn bất ngờ. Vậy nên, bạn hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế, được sự che chở của thái tuế sẽ giúp bạn có được vận niên năm 2022 may mắn thuận lợi, nhất là với tuổi Tuất được tam hợp với thái tuế. Sự nghiệp đánh giá 5 sao. Vận sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cũng rất suôn sẻ, được thúc đẩy bởi thái tuế và sao hoa cái. Những người 52 tuổi này có thể vượt qua những hạn chế trong công việc và đạt được sự phát triển lớn hơn. Đặc biệt, khả năng lãnh đạo của một số người ở nơi công sở càng được nâng cao. Bạn có thể tạo dựng được uy tín của bản thân và được cấp dưới tôn trọng. Việc thưởng phạt cũng không quá hà khắc. Vì vậy, càng có nhiều người trung thành sẵn sàng đi theo bạn. Tài vận đánh giá 3 sao. Năm 2022, vận trình tài lộc của bạn có chiều đi xuống. Tuy rằng tam hợp thái tuế mang đến nhiều may mắn, nhưng vì có hung tinh bạch hổ tấn công cho nên tài lộc không tăng mà lại giảm. Không chỉ riêng thu nhập mà cả mặt chi tiêu của Canh Tuất cũng gia tăng nhiều hơn. Bạn có thể hao phí tiền tài để chữa bệnh, điều này cũng gây ảnh hưởng đến tài lộc rất lớn. Vì vậy, theo tử vi tuổi Canh Tuất thì những người tuổi Tuất nên chú ý đến vấn đề của mình nhiều hơn. Đồng thời, chú ý tăng thu nhập, giảm chi tiêu. Không nên quá xa hoa, lãng phí, nếu không sẽ tạo nên rất nhiều căng thẳng về tài chính. Đặc biệt, để cho vận trình công việc và tài vận được hanh thông thuận lợi, những mệnh chủ Canh Tuất nữ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật kết hợp giữa lục tự đại minh chú và bát nhã tân kinh sẽ giúp cho gia chủ Canh Tuất vận trình hanh thông thuận lợi, sự nghiệp vững vàng. Luôn có quý nhân tương trợ, nên con đường tài vận, công danh sự nghiệp ngày càng khai sáng. Tình cảm đánh giá 5 sao. Về quan hệ xã giao, bạn có nhân duyên tốt, thường gặp được người rất hợp về tính cách và thường có vô số chủ đề để nói chuyện. Không chỉ vậy, quen biết thêm bạn bè cũng giúp ích rất nhiều cho người tuổi Tuất trong công việc, mở rộng mối quan hệ của họ trong năm Dần.
Cát tinh hoa cái sẽ trợ giúp cho bạn gặp được nhiều quý nhân trong cuộc sống. Năm nay cũng rất thích hợp để bạn xuất hành, công tác và đi xa. Người có gia đình sẽ tận hưởng những giờ phút hòa hợp, hạnh phúc bên người thân. Đối với người hiện tại đang cô đơn, nếu cảm thấy cuộc sống của mình quá cô đơn, bạn nên đi ra ngoài nhiều hơn, làm quen với những người khác phái. Điều này vừa giúp phát triển các mối quan hệ rộng hơn, đồng thời cũng giúp cho canh tuất tránh được cảm giác cô độc. Nếu may mắn, lại triển khai thêm một giai đoạn lãng mạn ấm êm. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Vận sức khỏe của người tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong năm Nhâm Dần 2022 có thể kém hơn. Tuy được thái tuế bảo hộ nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi hung vận từ hai sao xấu đó là Bạch Hổ và Phi Liêm. Do đó mà ốm đau bệnh tật liên tiếp xuất hiện khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy thân thể không khỏe hoặc có tai nạn ngoài ý muốn. Khuyên người này cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, cẩn thận chăm chỉ rèn luyện, ăn uống điều độ sẽ tốt hơn. Các bậc thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi canh tuất nữ mạng hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Dựa vào bộ tam hợp quý nhân, vòng có tác dụng giải tỏa thị phi, tai ách, tăng cường tài lộc, tình duyên và sức khỏe cho gia chủ tuổi canh tuất sinh năm 1970 nữ mạng. Hơn nữa, vòng được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang trì chú và xem ngày sử dụng giúp cho vật phẩm phát huy được công năng tốt nhất. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng trong năm 2022 của người tuổi này được tính theo các tiết khí cụ thể như sau. Tháng 1, thời gian từ 4 tháng 2 năm 2022 đến 5 tháng 3 năm 2022, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi canh tuất sinh năm 1970, năm 2022 nữ mạng có vận mệnh trong tháng đầu năm mới khá tốt, dưới bầu không khí tân xuân vui tươi rộn rã, lại nhờ có quan hệ tam hợp nâng đỡ, cho nên hầu hết những người tuổi này đều gặp may mắn trong mọi mặt, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Đồng thời, bạn có thể gặp lại những người bạn cũ nhiều năm rồi không gặp, nhờ vậy mà niềm vui càng được nhân đôi, nhân ba. Tháng 2, từ 5 tháng 3 năm 2022 đến 5 tháng 4 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của bạn trong tháng 2 âm lịch không được tốt, bị sao hung tinh gây ảnh hưởng. Bạn dễ mắc phải nhiều bệnh tật, thậm chí là trong quá trình hoạt động thường ngày cũng mắc phải nhiều nguy cơ bị tổn thương thân thể. Vì vậy, canh tuất cần phải thật chú ý đến an toàn bản thân, tuyệt đối không được chủ quan và coi nhẹ những nguy cơ xảy ra tai nạn trước mắt. Tháng 3, thời gian từ 5 tháng 4 năm 2022 đến 5 tháng 5 năm 2022, đánh giá 5 sao. Tài lộc trong gia đình của người tuổi tuất sinh năm 1970 tương đối êm ấm trong tháng này. Trong tháng này với sự trợ giúp của chính tài, tình cảm của canh tuất 52 tuổi với nửa kia rất hài hòa, vợ chồng luôn có những chủ đề bất tận và cũng có thể cùng nhau chia sẻ nhiều điều thú vị khác nhau trong cuộc sống. Nhờ vậy nên không khí gia đình rất vui vẻ, thoải mái. Mối quan hệ cha mẹ con cái cũng vậy, có nhiều khoảng cách thế hệ nhưng điều quan trọng là hai bên đều phải hiểu và thông cảm cho nhau. Vì vậy mối quan hệ của gia đình bạn trong tháng 3 sẽ trở nên rất hài hòa, hạnh phúc, khiến cho người khác phải ghen tị. Tháng 4, thời gian từ 5 tháng 5 năm 2022 đến 6 tháng 6 năm 2022, đánh giá 2 sao. Tử vi tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong năm 2022 nữ mạng nhận thấy tài lộc tháng này của bản mệnh không mấy khả quan do bị hung tinh Bạch Hổ tác động. Tuổi canh tuất sẽ gặp nhiều rủi ro, khủng hoảng trong tháng này dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng. Trong phương diện tụ tài, nhiều người hay vì khoe khoang của cải mà khiến cho người khác ghen tị, kẻ xấu thèm khát, dẫn đến trường hợp bị hao hụt, mất cắp. Bởi vậy, con giáp này cần phải chú ý bảo vệ tốt đồ đạc, tài sản của mình. Kiếm được tiền cũng chớ vội khoe ra, nên khiêm nhường mà sống. Tháng 5, thời gian từ 6 tháng 6 năm 2022 đến 7 tháng 7 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận thế tháng 5 của bạn ở mức trung bình. Hiếm khi mà phát sinh chuyện quá tốt hay là quá xấu, không gặp nhiều bất ngờ trong cuộc sống. Tuy vậy,
Canh Tuất đừng quá buồn phiền. Mặc dù vận thế bằng phẳng, nhưng hiếm khi lại có được khoảng thời gian thanh nhàn như lúc này. Bạn có thể tranh thủ để hưởng thụ sự yên bình này. Tuổi 1970 có thể tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đi chơi cùng với bạn bè để giải tỏa tâm trạng. Tháng 6, thời gian từ 7 tháng 7 năm 2022 đến 7 tháng 8 năm 2022, đánh giá 5 sao. Vận sự nghiệp của người tuổi Tuất trong tháng này tương đối lạc quan. Với sự giúp đỡ của hoa cái cát tinh, tuổi Tuất có sự nghiệp tiến triển liên tục, có cơ hội nâng cao uy tín và danh dự của bản thân. Bên cạnh đó, hiệu quả công việc cũng tăng cao. Nếu bạn có thể giữ được phong độ này lâu dài, thì cuối tháng còn có thể được thăng chức, tăng lương. Tháng 7, thời gian từ 7 tháng 8 năm 2022 đến 7 tháng 9 năm 2022, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nữ mạng, có tinh thần rất tốt trong tháng 7 âm lịch, bởi lúc này bạn không bị tác động nhiều bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hơn nữa thái tuế bảo hộ cũng giúp cho bạn trở nên vui tươi, giàu sức sống hơn. Thái độ sống vô cùng tích cực, vì thế cho dù gặp chuyện gì cũng rất suôn sẻ, thuận lợi. Cho nên các phương diện khác cũng sẽ ổn định và khấm khá dần lên, hiếm khi xảy ra biến cố. Tháng 8, thời gian từ 7 tháng 9 năm 2022 đến 8 tháng 10 năm 2022, đánh giá 2 sao. Trong tháng 8 này, các mối quan hệ cá nhân của tuổi Tuất xảy ra chuyện không hay, bị bạch hổ hung tinh chiếu mệnh, bạn dễ bị kẻ xấu ghen ghét, mưu hại, cho nên vận khí giảm sút, quan hệ với mọi người cũng chuyển xấu hơn. Bởi vậy, người tuổi này nên thận trọng với hung tinh và những trò chơi xấu của tiểu nhân, kẻo gây trở ngại nặng nề cho vận trình trong tháng. Tháng 9, thời gian từ 8 tháng 10 năm 2022 đến 7 tháng 11 năm 2022, đánh giá 5 sao. Vận thế của người nữ mạng sinh năm 1970 tiếp tục may mắn trở lại trong tháng 9 âm lịch, được cát tinh bảo hộ, Canh Tuất có vận sự nghiệp rất tốt, thu nhập chính có phần nhỉnh hơn so với các tháng trước, đồng thời có thể nhận được những khoản thưởng bất ngờ từ công ty. Tháng 10, thời gian từ 7 tháng 11 năm 2022 đến 7 tháng 12 năm 2022, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nữ mạng tương đối nhàn nhã. Lúc này, lượng công việc không nhiều, vận trình sự nghiệp tương đối hanh thông. Cũng có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những việc mình thích. Vì vậy, bản mệnh có thể tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để đi chơi, dạo phố, không chỉ để thư giãn mà còn để mở rộng tầm nhìn. Tháng 11, thời gian từ 7 tháng 12 năm 2022 đến 5 tháng 1 năm 2022, đánh giá 5 sao. Mặt quan hệ xã giao của bạn trong tháng 11 âm lịch khá tốt, được thái tuế yểm trợ. Người này có nhân vượng, thường gặp được người hợp tính mình. Đặc biệt, nữ mệnh có thể gặp được những người hơn tuổi có chung sở thích với mình. Tháng 12, thời gian từ 5 tháng 1 năm 2022 đến 4 tháng 2 năm 2023, đánh giá 3 sao. Canh Tuất vào tháng 12 âm lịch năm 2022 khá bận rộn do thời điểm cuối năm. Những người tuổi Tuất có vô số việc nhà để làm, vì vậy bạn có thể bận rộn trong tháng này. Tuy nhiên dù bận đến đâu cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Dù sao tuổi tác ngày càng cao, thể lực không được như trước, cho nên bạn sẽ cần phải chú ý kết hợp giữa việc làm và nghỉ ngơi trong cuộc sống hàng ngày. Và đừng để cho bản thân làm việc quá sức. Nếu việc nhà quá nặng nhọc, bạn hãy cứ để cho con cái làm giúp. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ về lá số tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng trong năm 2022. Và hy vọng rằng những thông tin này sẽ là những thông tin bổ ích cho vận trình năm mới của quý vị. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút theo dõi đăng ký kênh và đồng thời chọn vào tín hiệu quả chuông để cùng với chúng tôi cập nhật những nội dung mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.